Rồi, dạo luôn à, dạo luôn, em Nghĩa xin mình chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với bên em kênh Shop Trung Nghĩa mà Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 8, thì em cũng tranh thủ lên video mới giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác một nô máy cắt cỏ dinh nguyên bản của Nhật được nữa các bác nhá. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác có tất cả là 10 à 4 cái máy cắt cỏ dinh nguyên bản của Nhật. Thì em lên cho các bác một số dòng máy như sau. Là em lên cho các bác một con máy đến từ thương hiệu của dòng máy Kyrit, máy ba lô nhé, một con máy duy nhất Kyrit 26 rất chịu lực, và một con máy Honda động cơ 4 kỳ 4 tum rời này, con này xài rất là ngon. Các bác nào mình trung trung tuổi, các bác thích những con máy động cơ 4 kỳ sử dụng xăng trắng không cần phải pha nhớt thì có thể lấy con này. Và em lên cho các bác một con máy Makita động cơ 4 kỳ, dòng này thì xài rất là ngon, máy dòng Makita đời mới nhé. Một con máy Estin 26 nòng 34 ly 4 tum rời, một trong những con máy hàng hệ rất là bền. Một con máy Maruyama 26cc nòng 34 ly. Em lên cho các bác một con máy đến từ thương hiệu của dòng máy Maruyama 23cc nòng 33 ly. Và em lên cho các bác một con máy Echo dòng Echo đời mới 26cc nòng 34 ly nữa. Một con máy Kyrit Echo SRE 2310 dòng Echo này xài ngon này. Các bác mình muốn mua cái máy tầm trung trung khoảng tầm 5 4 5 ký có thể xài con này rất là ngon, chế gom rồ hai kim. Và em lên cho các bác một con máy cực kỳ đẹp của dòng máy Talaka Taiga Boxin 20 con này 23 24 cc xài ngon đấy. Và em lên cho bác một con máy Shinawa 22 cc chế gom rồ hai kim. Ở đây em lên cho bác một con máy Talaka nữa này, cũng là Taiga Boxin này, và một con máy Ruby rất là đẹp Taiga Đông Sừng Châu hai con, một con Komatsu và con Ruby. Và ở đây em lên cho bác một con máy Maruyama giá rẻ nhé. Các bác mua hàng thì luôn lưu ý giúp em là số điện thoại em để trên góc bảng này, là số 0947 này 594 678, và số này em có sử dụng Zalo các bác nhé. Và kênh của bên em là kênh Shop Trung Nghĩa mà Nhật Bãi. Đặc biệt các bác mua hàng ở bên em thì sẽ không em sẽ không nhận cọc của các bác được quyền kiểm tra rồi test nổ trước khi thanh toán nhé. Đấy, và giá trên thì em đã cũng đã hoàn toàn bao ship cho các bác và tặng cho các bác những một số món như sau. Là tặng cho các bác một cái dây đeo này, một cái bát cước này. Bát cước thì đợt này bên em có tặng cho các bác là một loại bát cước hai chấu dây nõi màu đỏ màu cam đấy, một chai nhất nhỏ này chỉ có riêng shop em tặng nhá, một cái lục giác 4 này, một cái tip mở buji này, và một cái dao dài đấy. Các bác mình không sử dụng dao dài thì có thể lấy dao tròn của Nhật đây. Các bác hình sơ qua là dao này dao hợp kim của Nhật cũ, thì bên em đã sử dụng là đã mài lại cho các bác cực kỳ bén nhá, đây đã mài rất là sắc đấy. Dao này thì bên đã mài lại rồi, các bác có thể sử dụng cái dao này để mình cắt cành cây trên cao này, cắt gốc cây này, hoặc là cắt cỏ quanh bờ đường bờ đá nhà mình, nó có nhiều đá sỏi thì có thể dùng cái dao này cực kỳ an toàn đấy. Và ngoài ra nữa thì bên em có bán nhớt động cơ hai kỳ cho các bác nhé. Ví dụ như các bác mình ở xa không có bán nhớt, ở chỗ mình không có nhớt, nói chung là loại nhớt thông dụng động cơ hai kỳ thì có thể mua kèm luôn bên em. Bên em bán thì giá chai này là 100.000 một chai, kèm theo máy thì sẽ không mất tiền ship, và nó có căn chỉnh cho các bác mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu, có 50cc, 100cc đấy, rất là dễ dùng. Đây, nhớt rất là đặc đấy, các bác nhìn sơ qua nhớt này đấy. Và bên em có bán đầu bơm mini 135.000 trực tiếp gắn máy, trực tiếp máy cắt cỏ giá 135.000, và lồng gom cỏ gặt lúa mùa này các bác đang sử dụng rất là nhiều, chủ yếu là để gom cỏ này, gặt lúa này, cái này thì bên em bán là giá 100.000 các bác nhé. Rồi em sẽ quay lại cho các bác sơ qua một lần nữa được mặt sau để các bác tham khảo về máy bên em nhé. Kyrit 26 này, trợ lực này đấy, rất đẹp. Một con máy Honda GX này tum rời, một con máy Makita còn nguyên tem mác này, con máy Estin 26 này nòng 34 ly, một con máy Maruyama 26cc có kệ này, một con máy tum rời của Maruyama 23cc, một con Echo xanh đời mới, một con Kyrit 23 chế gom rồ hai kim, một con máy Talaka 23cc này đấy, máy rất là đẹp các bác nhé. Một con máy Shinawa 22cc chế gom rồ hai kim luôn, một con máy Talaka đấy, con này thì công suất của nó 24cc, một con máy Ruby rất là đẹp. Rồi, Komatsu cũng rất là đẹp luôn, còn Maruyama giá rẻ. Rồi, hôm nay thì ngày thứ bảy, em tranh thủ lên cho các bác là nô chữ K nha các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em là trong khi like thì em sẽ đọc số đây, là các bác chốt máy thì các bác nhớ giúp em là cái mã này. Ví dụ ngày hôm nay là ngày thứ bảy nô chữ K thì các bác bảo là con hỏi em là con số K1 còn không thì chốt cho anh. Rồi, cái số nòng số ly em sẽ báo ở giữa, và số là dưới đây là giá tiền các bác nhé. Đấy. Rồi, cái đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác cây đầu tiên, cây mã số K1 nhé, một cái máy nòng 31 ly. Con này thì có cái tên riêng của nó là con máy Maruyama BC20T các bác nhé, BC20T. Con này thì công suất của nó sẽ là 20cc và nòng nó sẽ là 31 ly. Tình trạng con này thì cũng đều giữ nguyên bản cho các bác là từ chế này,
rồi nòng, hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Và đơn nặng con máy này thì trung bình cho các bác khoảng tầm 5,5 kg nhé. 5,5 kg thì thích hợp cho các bác mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu, mình mua về để cắt cỏ quanh nhà hoặc là cắt cỏ quanh vườn cho bà xã hoặc là các chị nhà mình thì có thể dùng con này. Thì đặc biệt con này thì dụng chế Wormro, thì chế tự động thì các bác sẽ không cần phải căn chỉnh gì hết, các bác chỉ việc đổ xăng pha nhớt vào rồi các bác giật nổ thôi. Đấy. Dòng này thì các bác lưu ý giúp em, nhiều bác mình mới nhận máy về, mình các bác mình giật mãi không nổ thì các bác sẽ đóng e nhé. Đây, cái dòng Maru này thì chế cái e đằng sau thì các bác sẽ đặt xuống, bật xuống. Còn cái dòng một số cái dòng máy khác mà e đằng trước này thì các bác sẽ bật lên. Đấy, nó nổ rồi. Khi máy nó nổ ho nó lên, nó ho lên 1-2 tiếng rồi, các bác sẽ hất hất lên để sử dụng nhé. Đấy. Còn ví dụ như những con mà chế cân ngang, chế nay trong như thế này thì các bác sẽ đóng ngang, đóng e ngang đây. Đấy, giật nổ rồi thì bác sẽ đóng e xuống để sử dụng. Đấy. Và đặc biệt cái dòng máy cắt cỏ này, dòng động cơ 2 kỳ này thì nó rất là kỵ nước các nhá, cực kỳ là kỵ nước. Ví dụ như các bác đang sử dụng mà chẳng may trời mưa thì các bác thứ nhất là các bác có thể sử dụng cái bịch bóng ấy, các bác sẽ bịt cái bình xăng này lại hoặc là các bác sẽ tắt máy đi không dùng nữa. Vì một khi một cái máy mà nó dính nước vào thì nó sẽ bị tắc chế, nó sẽ không nổ được nữa. Đấy. Rồi, hôm nay thì em sẽ giật nổ các bác cây đầu tiên nhá, cây số K1 của máy nòng 31 đi. Rồi, con đầu tiên, con mã số K1, tình trạng máy nổ cũng rất là gắt, bô khá nổ, khá là đanh nhá các bác nhá. Con này thì các bác sử dụng gia đình nhỏ nhẹ thì có thể dùng con này. Con số K1, một máy nòng 31 đi, con này có giá cho các bác chỉ 1.250.000 các bác nhá, 1.250.000. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số K2 nhá, một con máy của dòng máy Komatsu Zenwatt. Con này thì có cái tên riêng của nó là TRZ230EZ của dòng máy Komatsu Zenwatt của Made in Japan. Thì con này công suất của nó sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Thì tình trạng con này thì cũng đều zin nguyên bản cho các bác, là từ chế này, rồi nòng, hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Đặc biệt con này thì có chụp giật trợ lực và nó sẽ chế Wormro lại chế ne trong nhá. Chế này thì giống như chế máy cưa đấy các bác, nó có hai kim chỉnh này, chỉnh to nhỏ này và chỉnh gan ti. Đấy. Con này thì đặc biệt cái có trợ lực nên rất là nhẹ. Con này thì nó đi hoàn toàn là bố tum liền, các bác nhìn thử có thể nhìn sơ qua tem mác này. Đấy, màu vỏ thì rất là mới nhá, đỏ tươi luôn, rất là mới. Con này thì đặc biệt cái là sử dụng sở hữu cái bộ tay ghi đồng của nó là tay ghi đồng Sừng Châu, con số K2 và K3 luôn. Tình trạng này thì đầu bò, chấn cỏ, cần nát là đều nguyên zin hết, cần của nó là cần titan, cần màu tím. Đấy. Độ nặng con máy này trung bình cho các bác khoảng tầm 4,5 kg các bác nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Dòng này thì cực kỳ tiết kiệm xăng. Đấy, bình xăng dưới rất là trắng này. Này. Rồi em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K2 này nhá. Có trợ lực nên rất là nhẹ. Các bác có thể nghe được cái tình trạng máy nổ gan ti rất là êm. Cái này thì dây ga nó bị tuột ra, khi cái nào các bác chốt hàng, chốt máy ấy, thì em sẽ nắp dây ga chuẩn chỉ này, nói chung là hoàn chỉnh lại cho các bác nhé. Đấy, để các bác về sử dụng thì mình đỡ bị lệch. Đấy. Con này là con mã số K2, một cái máy nòng 33 ly, tay ga là tay ga bóp gạt. Đây, tay ga bóp gạt đây. Con này có giá cho các bác là chỉ 1.400.000 các bác nhé, 1.400.000. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo, con số K3 luôn. Con này nhìn cũng rất là đẹp. Con này thì có cái tên riêng của nó là con Ryubi. Đây, nó có ghi trên này là con Ryubi EKK2370. Con này thì công suất của nó cũng là sẽ là 23cc và lòng nó sẽ là 32-33 ly luôn các bác nhé. Tình trạng con này thì cũng đều giữ nguyên bản cho các bác, là từ chế này, rồi bộ lòng, hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Các bác có thể nhìn sơ qua tình trạng này, rất là đẹp, con này đẹp, xuất sắc. Đây, tum nói chung là lòng, hơi, bô này, trắng tinh luôn. Đấy, cũng có rất trợ lực, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Nó đi cũng hoàn toàn là bột tum liền quá nhé. Đấy, các bác nào mình đang muốn mua một con máy cắt cỏ tầm 4-5 kg, nhỏ nhẹ bền bền, nói chung là dễ nổ, thì có thể sử dụng hai con số K2 và K3 này. Đấy, đặc biệt phải sử dụng cái bộ tay ghi đồng Sinh Châu của nó thì cực kỳ thon gọn luôn. Công tắc zin của nó thì các bác bật lên nhé, bật lên là tắt, kéo xuống là mở nhé. Rồi em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K3 này. Dây giật.
trạng máy nổ gan tì rất là êm luôn, kéo ga khá là gắt. Con này là con mã số K3, một cái máy nòng 33 ly. Con này có giá cho các bác cũng chỉ 1.400.000. Cả hai con số K2 và K3, một con màu đỏ và con màu vàng bằng giá tiền nhau. Đấy. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo nhé các bác nhé. Một con máy số K4, một con máy của dòng máy, con này là con máy Talaka. Đây, phần trên này nó ghi thương hiệu của Talaka. Con này thì công suất của nó sẽ là con Talaka CG24ECPS. Con này thì công suất của nó sẽ là 24cc và nòng nó sẽ là 33 ly. Thì tình trạng con này thì cũng đều duy nguyên bản cho các bác là từ chế này, chế rồi nòng hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả cũng đều nguyên zin. Con này thì đi hoàn toàn là bộ tum liền và đi chế của nó là lại chế qua một rồ chế tự động các bác nhé. Qua một rồ chế tự động. À, chế qua một rồ tự động. Tình trạng con này thì đặc biệt cái nó sở hữu cái bộ tay ghi đông của nó là tay ga của nó là tay ga bóp zin như các bác nhé. Có căn chỉnh, à, có căn chỉnh luôn. Tình trạng này thì duy nguyên bản từ đầu bò này, rồi cần lắp này, tay ga này, tất cả đều nguyên zin. Chỉ có chắn cỏ là em thay chắn cỏ mới thôi, còn tất cả nguyên zin hết các bác nhé. Rồi em sẽ dập nổ để các bác nghe thử con số K4 này, một con máy cắt cỏ của dòng máy Talaka. Các bác có thể nghe được cái tình trạng máy nổ gan tì rất là êm luôn, đặc biệt có sở hữu cái bộ tay ghi đơn ga của nó là tay ga bóc màu vịt zin có căn chỉnh. Rồi con này con mã số K4, một cái máy nòng 33 ly. Con này thì thích hợp cho các bác mình cắt cỏ gia đình nhẹ nhàng thì có thể lấy con này. Con này có giá cho các bác là chỉ 1.450.000 thôi các bác nhé, 1.450.000. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu với các bác con số tiếp theo, con số K5 các bác nhé, một cái máy đấy thương hiệu của dòng máy Shindawa. Con này thì có cái tên riêng của nó là Shindawa 020220 các bác nhé, Shindawa 2220. Con này thì công suất của nó sẽ là 22cc. Đây em sẽ đọc cả thông số cho các bác này. Phần trước nó hơi bị thông số của nó là sẽ là model của nó là Shindawa RA220S này. Số series của nó là 55016645 của Made in Japan. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 22cc và nòng nó sẽ là 32 ly các bác nhá, 32 ly. Thì tình trạng con này thì cũng đều duy nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin hết. Thì đặc biệt con này sở hữu cái bộ chế của nó là chế qua một rồ chế TL2 kim các bác nhá, TL2 kim. Con này thì đặc biệt cái rất là nhỏ nhẹ, nó con này chỉ khoảng tầm 4,5 kg thôi, 4,5 kg. Các bác cắt cỏ mà kích bỏ cắt cỏ quanh bờ ruộng này. Các bác nào mình đang muốn mua một cái máy cắt cỏ khoảng tầm 4-5 kg thôi, về cắt cỏ quanh bờ ruộng, cắt cỏ cho trâu bò, cho cá nhà mình thì có thể dùng con này. Dòng này thì đặc biệt cái dễ nổ và chế qua một rồ này thì cực kỳ tiết kiệm xăng. Đấy, dòng Shindawa thì rất là bền nữa. Con này thì đi hoàn toàn là bộ tum liền quá nhá. Còn nguyên nội nệm cái nệm cao su này rất là êm. Đấy, tay cái đồng là tay cái đồng lệch. Đấy, tay cái đồng lệch. Công tắc thì nguyên zin trên tay cầm luôn. Tình trạng con này thì đầu bò chắn cỏ cần lắp là nguyên zin nhé các bác nhé, chỉ có chắn cỏ thay mới thôi. Em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K5 này, có trợ lực các bác nhé, cực kỳ nhẹ. Nghe được cái tình trạng máy nổ gan tì rất là êm luôn. Và đặc biệt cái dòng chế gom pro 2 kim này thì các bác sẽ có thể chỉnh được các bác nhé. Các bác có thể dùng muốn ga nó gắt lên thì các bác sẽ dùng cái tô vít dẹp này. Các bác sẽ vặn lên một chút nữa thì ga nó sẽ gắt lên rất là nhiều. Nhưng mà em để như thế này nó vừa tầm rồi. Đấy. Con này là con mã số K5, một con máy đồng 32 ni. Con này thì có giá cho các bác chỉ 1.450.000 các bác nhé. 1.450.000. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu với các bác con số K6 nhé. Con máy rất là đẹp. Con này là con máy Talaka. Đây, nó ghi trên này là ghi, các bác có thể thấy chữ nó hơi mờ mờ một chút, là dòng Talaka này, Talaka. Đấy. Con này thì có cái tên riêng của nó là Talaka TCG23FCPA3. Con này thì công suất của nó sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 32-33 ly. Thì tình trạng con này thì cũng duy nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Con này thì có kệ để bảo vệ bình xăng cho mình. Và nó đi chế của nó là chế qua một rồ chế tự động các bác nhá, một rồ tự động. Nó đi hoàn toàn là bộ tum liền, phần chết này, phần trước này sẽ in in nổi in chữ Talaka thương hiệu trên này. Đấy. Màu của nó là màu cam đen. Này các bác nhìn sơ qua tem mác này. Đặc biệt nó sở hữu cái tay ga của nó là tay ga bóc màu vịt zin có căn chỉnh.
Tình trạng con này thì đầu bò, chấn cỏ, cần nắp, tay ga, tất cả đều nguyên zin hết. Rồi em sẽ dập nồi để các bác nghe thử con số K6 này. Rồi, con này là con mã số K6, một cái máy nòng 3233 ly. Con này có giá cho các bác là chỉ 1 triệu 550 ngàn các bác nhá. Các bác có thể nhìn sơ qua vỏ viết này. Đấy, được cái bộ tay ga bóp zin nữa. Đấy, máy rất là đẹp. Rồi, tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo, con số K7 các bác nhá, một con máy của Curit Echo. Con này thì có cái tên riêng của nó là Echo Curit Curit SRE2310. Con này thì công suất của nó sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 3233 ly. Thì tình trạng con này thì cũng đều giữ nguyên bản cho các bác là từ chế này. Rồi nòng, hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Nó đi hoàn toàn là bộ tum liền, bộ tum nhôm các bác nhé. Bộ tum nhôm. Thì tình trạng con này thì đều giữ nguyên bản cho các bác là từ đầu bò. Rồi chấn cỏ, cần nắp, tay ga, tất cả đều nguyên zin. Chỉ chấn cỏ thay mới thôi nhé. Còn tất cả là đều nguyên zin hết. Và nó đi chế của nó là loại chế G1 Pro, chế TL2 kim luôn các bác nhé. Đây có căn chỉnh này, chế 2 kim này, rồi nòng, hơi, bô này, tất cả đều zin nguyên hết. Đấy, còn nguyên số seri. Đấy. Đặc biệt con này thì có chịu giật trợ lực luôn các bác nhé. Ốp cao su còn rất là êm này. Đấy, Curit. Dòng này thì thích hợp cho các bác nào mình đang muốn mua một máy cắt cỏ mà tầm 5 kg, 5,5 kg. Mình về cắt cỏ gia đình tầm trung trung hoặc tầm ngang đầu gối nhẹ nhàng thì có thể dùng con này. Xài rất là khỏe. Đấy. Nhẹ nhàng mà khỏe. Em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con K7 này nhé. Đấy, có trợ lực cực kỳ nhẹ luôn. Con này có mã số K7, một máy nòng 33 ly của dòng Curit Echo. Con này có giá cho các bác chỉ 1.600.000 các bác nhá. 1.600.000. Đấy, nó đi hoàn toàn là lắp xăng kín và có lỗ sạc khí riêng. Chế có một rồ 2 kim. Đấy, rất là xịn sò luôn. Nòng hơi rất là sáng này. Đấy. Bô trắng tinh. Rồi, em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số tiếp theo nhá, con số K8. Con máy của dòng Echo đời mới nhá. Con này là con máy Echo EGT260DX. Của dòng máy Echo đời mới. Con này thì tình trạng của nó thì cũng đều giữ nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng, hơi, bô, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Tình trạng này thì nó đi hoàn toàn là bộ tum liền và đặc biệt nó sở hữu cái bộ tay ga của nó là tay ga bóp mỏ quả zin. Đấy. Tay ga bóp mỏ zin, công tắc zin nguyên bản luôn. Tình trạng này thì đầu bò, chấn cỏ, cần lắp tất cả đều nguyên zin, chỉ có chấn cỏ thay mới nhá. Con này thì độ nặng của nó thì trung bình khoảng tầm 6 kg. Các bác nào mình đang muốn mua một con máy cắt cỏ mà nó đẹp đẹp một chút về cắt cỏ gia đình nhẹ nhàng thì có thể dùng con này. Đây, một con máy cắt cỏ màu sắc này. Cực kỳ bóng luôn. Đấy, bô biếc trắng tinh luôn. Đi hoàn toàn là bộ tum liền. Dòng này thì cắt cỏ nhẹ nhàng thì rất là lợi xăng nhé. Em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K8 này. Cắt cỏ con mã số K8, một con máy nòng 34 ly, 26cc. Con này có giá cho các bác là chỉ 1.600.000 thôi các bác nhá. 1.600.000, tất cả đều nguyên zin hết. Đây, các bác nhìn sơ qua chế đây. Rồi nòng, hơi này, bô này. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu với các bác con số tiếp theo, con số K9 nhá. Một con máy đến thương hiệu của dòng máy Maruyama Aki The Dream. Con này thì là một con máy hàng hệ 23cc. Đây, nó ghi ở đây là Aki The Dream này, AD230 RS. Con này thì công suất của nó sẽ là 23cc và nòng nó sẽ là 3233 ly. Thì tình trạng con này cũng đều giữ nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng, hơi này, bô này, bình xăng dưới, tất cả đều nguyên zin. Nó đi hoàn toàn là nắp xăng kín và có lỗ sạc khí riêng.
Đấy. Nó đi hoàn toàn là bộ tum rời các bác nhá, bộ tum rời. Đấy, con này thì thích hợp cho các bác nào mình nhờ. Muốn muốn mua một con máy cắt cỏ mà tầm trung trung khoảng tầm 23 26 cc mà tum rời. Để sau này mình về cắt cỏ, mình vừa cắt cỏ, mình vừa có thể tháo ra, mình độ chế vào, mình lắp vào bình xịt thuốc các thứ là để có thể sử dụng con này K9 này, rất là ngon. Dòng này thì xài rất là bền các bác nhá, rất là bền luôn. Tình trạng này thì đều duy nguyên bản cho các bác là từ đầu bò này, chắn cỏ, cần láp này, tất cả đều nguyên zin hết. Chỉ có tay tay ga này em thay cho mình tay ga bóp thắng xe đạp thôi, còn tất cả đều nguyên zin hết. Rồi em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K9 này, một con máy Maruyama 23 cc. Rồi, con này là con mã số K9, một con máy nòng 33 ly tum rời. Con này có giá cho các bác chỉ 1 triệu 800 ngàn các bác nhá, 1 triệu 800 ngàn. Đấy. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo, con K10 nhá, một con máy của hàng máy Maruyama nữa. Con này thì nó ghi cái tên riêng của nó là Maruyama GKB2610E nhá các bác nhá. Một con máy 26 cc, nòng 34 ly. Một con máy dòng Maruyama xác lớn nhá. Các bác có thể nhìn sơ qua hai con này xác cực kỳ to luôn, nòng hơi này. Đấy. Nòng rất là to. Con này thì đặc biệt cái đi dị chế riêng nguyên bản là chế có một rồ chế hai kim nhá. Các bác có thể thấy cái nỗ kim 1 này, kim chỉnh gió này, hai kim và nòng hơi bô bình xăng dưới tất cả đều nguyên zin. Con này thì có kệ để bảo vệ bình xăng cho mình. Đấy. Nó đi hoàn toàn là bộ tum liền, bộ tum nhựa nha các bác nhá. Con này thì đặc biệt cái nó sử dụng cái bộ tay ga là tay ga bóp zin và tay ghi đông của nó là tay ghi đông sừng trâu, đầu bò, chấn cỏ, cần nát tất cả đều nguyên zin hết. Cái này thì thích hợp cho các bác là mình muốn mua một con máy cắt cỏ mà tầm trung 26 mà thon gọn một chút thì có thể dùng con này, có thể lắp dao tròn vào để mình cắt cành cây trên cao các thứ này, có thể dùng con này rất ok. Đấy. Con này thì có số K10, một con máy nòng 34 ly. Em sẽ giật nổ để bác nghe thử nhé. Rồi, con này là con mã số K10, một con máy có nòng 34 ly, có giá cho các bác chỉ 1 triệu 850 ngàn thôi các bác nhá. Con K9 và con K10, hai con này thì tum rời, con này thì nòng 26, 34 ly. Đấy. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo, con số K11 nhé, một con máy của con Estin 26 này, con này dài rất ngon này. Các bác nào mình đang có vườn nhiều hoặc là cắt cỏ cao, cắt cỏ thuê thì có thể lấy con này. Con này con máy số Estin, con này có tên riêng của nó là Estin FS26S. Con này thì công suất của nó sẽ là 26 cc và nòng là 34 ly. Thì tình trạng con này thì đều duy nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng hơi bô bình xăng dưới tất cả đều nguyên zin. Nó đi chế là loại chế có một rồ chế TL 2 kim nhá. Đây các bác thấy là chế 2 kim này, có căn chỉnh này, chế kim chỉnh này. Và nòng của nó là nòng đứng. Đấy, dòng này thì xài ngon. Đây, nòng đứng ngang. Và nó đi hoàn toàn là bố tum rời. Các bác nào mình cắt cỏ số lượng nhiều thì nên lấy những con như thế này, cắt cỏ ngon này. Tình trạng này thì đều duy nguyên bản cho các bác là từ đầu bò, chắn cỏ, cần nát, tất cả đều nguyên zin hết, chỉ có chắn cỏ thay mới thôi nhá. Em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K11 này. Con này thì có nguyên số seri. Đây, số seri của nó là 4077 này, 9636. Đấy. Cả rất là êm. Các bác có thể nghe được cái tình trạng máy nổ gan tì rất là gắt luôn, kéo ga rất là gắt luôn. Đấy. Con này là con mã số K11, một con máy nòng 34 ly, bổ tum rời, chế có một rổ 2 kim. Con này em để cho các bác chỉ giá có 2 triệu tròn thôi, rất là xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số tiếp theo, con số K12 và K13 là hai con máy động cơ 4 kỳ nhé. Hai con duy nhất 4 kỳ trong ngày hôm nay. Con này thì nó có cái tên riêng của nó là con máy Makita MM2650UH UH con này là 2650UH thôi các bác nhé.
Con này thì công suất của nó sẽ là 26cc và nòng nó sẽ là 34 ly. Thì con này thì là một con máy động cơ 4 kỳ sử dụng xăng trắng không pha nhớt. Con này thích hợp cho các bác nào mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu này, hoặc là các bác mình trung tuổi rồi, mình không quen sử dụng máy động cơ 2 kỳ để xăng pha nhớt thì có thể dùng những con 4 kỳ như thế này. Các bác chỉ việc mua xăng trắng RON 92, 95 các bác đổ trực tiếp vào đây thôi, các bác dùng thôi. Đặc biệt cái dòng máy Makita này là dòng Makita đời mới nên đặc biệt rất dễ nổ nhé và rất là tiết kiệm xăng. Nó đi chế của nó là loại chế có một rồ chế tự động hết, các bác sĩ không cần phải căn chỉnh gì. Rồi nòng hơi bô, bình xăng dưới tất cả đều nguyên zin hết. Đây, phần bên này thì các bác đổ xăng trắng này, còn bên này thì các bác sẽ đổ nhớt nhé, nhớt 4 kỳ của xe máy ấy, các bác sẽ châm lên một chút thôi. Con này thì đi hoàn toàn là bố tum liền, phần trên này sẽ y thương hiệu của Makita in nổi trên này các bác nhé. Đây, thương hiệu Makita, bình xăng dưới thì trắng tinh luôn. Đấy. Tình trạng này thì duy nguyên bản 100% từ đầu bò, chấn cỏ, cần lát, tay ga, tất cả đều nguyên zin hết. Em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K12 này nhé. Các bác có thể nghe được cái tình trạng máy nổ gạo rất là gắt. Các bác cắt cỏ mà tầm trung trung có thể lấy con này. Con này con mã số K12, một con máy nòng 34 ly, động cơ 4 kỳ. Con này có giá cho các bác là chỉ 2.100.000 các bác nhá. 2.100.000. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con máy cắt cỏ, máy cần cuối cùng nhá. Một con máy có động cơ 4 kỳ nữa, con máy dòng Honda. Con này thì có cái tên riêng của nó là con Honda GX22, một con máy nòng 22cc, nòng 32-33 ly. Thì tình trạng này cũng đều duy nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng hơi bô, bình xăng dưới tất cả đều nguyên zin. Thì con này thì tình trạng rất là đẹp, nó chỉ có một nhược điểm duy nhất hơi bị nhỏ nhỏ đây các bác nhé. Đây, nó hơi bị bể đây một tí thôi. Đấy. Đặc biệt con này thì một các bác nhìn sơ qua bô này, rồi nòng hơi này cực kỳ sáng đẹp luôn. Chế là chế có một rồ chế tự động. Đấy. Nó đi hoàn toàn là bố tum rời, này cực kỳ xịn sò luôn. Các bác nhìn sơ qua ốc ác này, vàng 7 màu. Đấy. Nó là đi bố tum 26 các bác nhé. Các bác có thể lắp vừa cần các loại quả máy 26, 23 đều được. Đấy. Tình trạng này thì đều duy nguyên bản hết, chỉ có chấn cỏ thay mới thôi, còn tất cả từ đầu bò này, cần lắp, tay ga, tất cả đều nguyên zin. Và đồ đạc con máy này cho các bác khoảng tầm 6,5 kg các bác nhá. Con máy này thì nó sẽ nặng hơn so với các dòng con số K12 này, con K12 là con máy cắt Makita thì con này sẽ khoảng tầm 6,5 kg, thì con này khoảng tầm 6,8 kg. Đấy, 6,5 kg, 6,8 kg. Con này thì sử dụng hoàn toàn cũng là động cơ 4 kỳ xăng trắng không pha nhớt. Nói về HP của nó thì khoảng con này khoảng tầm 1.2 HP. Đấy. Dòng này thì xài rất là bền, duy nguyên bản của dòng Moto Honda Moto Nhật, đấy, mini ra bàn, đấy, tất cả đều nguyên zin hết. Rồi, con này thì con số K13, em sẽ giật nổ để các bác nghe thử nhé. Nổ ra rất là êm. Các bác có thể nghe được cái tình trạng máy nổ ga cực kỳ êm luôn. Con này là con mã số K13, một con máy nòng 32-33 ly. Con này còn dòng Honda 4 kỳ, con này có giá cho các bác chỉ 2.300.000 thôi. Đấy, các bác làm mình muốn mua con máy 4 kỳ mà nó bền bền một chút thì có thể lấy con này tung rời luôn. Đấy. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con cuối cùng nhé. Một con máy còn dòng máy ba lô, một con cuối cùng duy nhất ngày hôm nay. Con này là con máy ba lô Curit Echo 26 nhé các bác nhé. Đây, nó có tên riêng của nó là Echo Curit RME260BA. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 26cc và nòng nó sẽ là 34 ly. Thì tình trạng con này thì cũng đều duy nguyên bản cho các bác là từ chế này, rồi nòng hơi, bô, bình xăng dưới tất cả đều nguyên zin. Phần sau này thì nó ghi thương hiệu của Curit và nó đi hoàn toàn lắp xăng kín, có lỗ xả khí riêng. Đây. Đặc biệt con này thì sở hữu bộ giật của nó là giật trợ lực. Đấy. Con này thì thích hợp cho các bác là mình cắt cỏ, các bác mình cũng các bác là mình cắt cỏ mà trung tuổi, các bác thích những con máy ba lô hoặc là các bác mình không sử dụng được máy cần, mình hay bị đau vai, đau lưng thì có thể sử dụng hai con này. Thì nó có hai dây đeo ở đây, các bác chỉ việc đeo lên vai rồi các bác sử dụng cắt cỏ thôi, cực kỳ dễ dùng. Đấy. Dòng này thì xài rất là bền nhé, nó đi hoàn toàn là bố tum rời hết các bác nhé. Đấy. Ốc ác này, nguyên zin hết, bóng bẩy luôn. Đấy.
Tình trạng này thì đều duy nguyên bản hết từ đầu bò này, chấn cỏ, cần láp, tay ga, tất cả đều nguyên zin hết. Em sẽ giật nổ để các bác nghe thử con số K14 này. Thể nghe được cái tình trạng máy nổ gà rất là êm luôn. Cái này là cái tay cầm của nó các bác nhé. Đây, cái tay cầm này. Còn tay bên trái các bác sẽ cầm đây. Đấy, rất là xịn sò. Con này là con mã số K14, một máy nòng 34 ly, có rất trợ lực, chế clean nguyên bản và tung rời. Con này có giá cho các bác chỉ 1 triệu 750 ngàn thôi. Còn có đầy đủ dây đeo hết các bác nhé. Dây đeo em đang để ok, có đầy đủ hết. Rồi. Hôm nay thì em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có tất cả là 14 cái máy cắt cỏ zin nguyên bản của Nhật. Các bác cần mua máy thì chốt hàng thì có thể liên hệ em qua đầu số điện thoại là 0947 này 594678 và số này em có sử dụng Zalo. Đấy. Các bác mua hàng ở bên em thì phương thức cực kỳ là đơn giản nha các bác nhé. Các bác chỉ cần cho em địa chỉ này, tên và số điện thoại, em sẽ gửi máy về tận nơi. Các bác được quyền kiểm tra test nổ đúng như cái máy các bác chốt ở trên video thì các bác nhận hàng nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều và em xin chào và các bác ở những video lần sau.